Sorry. Nhầm. Mà nhiều tab quá, không ở đâu. Rồi chúng ta nghe. Nghe lại này. Groundwater. Groundwater. Industrial waste. Dump. 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 Sewage. Sewage. Pesticide. 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 Herbicide. 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 Lead to. Atmosphere. 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 Point source. Point source. Point source. Non-point source. Non-point source. Dramatic. 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 Effect. Dramatic. Effect. Outbreak. 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 Cholera. Âm này âm hát là âm cơm ạ. Cholera. Cholera. Disease. Disease. Untreated water. Untreated water. One more time. Một lần nữa ạ. Ground water. Cố gắng đọc theo cô nhá. Bên kia thi lớp 8 thì phát âm khó đấy. Rất là trọng âm đấy ạ. Ground water. Ground water. Industrial. Industrial waste. Industrial waste. Nhấn vào dust. Dump. Dump. Sewage. Sewage. Pesticide. Pesticide. Herbicide. Herbicide. Litter. Litter. Atmosphere. Atmosphere. Most. Atmosphere. Atmosphere. Point source. Point source. Non-point source. Non-point source. Dramatic effect. Dramatic effect. Outbreak. 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 Cholera. 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 Disease. Disease. Untreated water. Untreated water. Untreated water. Rồi, phần này luyện đọc thì cô giáo sẽ đẩy lên trên nhóm cho em về cái phần phát đọc từ vựng nha. Mình chuyển sang phần 2 La Mã. Reading. Reading. Một nhỏ answer the questions. Answer the questions. Answer the questions. Answer the questions. Atmosphere. Thế là lạ nhỉ. Anh bỏ giúp cô từ atmosphere âm tả. Atmosphere âm tả bỏ giúp cô. Atmosphere. 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 Rồi. Hai La Mã trả lời câu hỏi. Một nhỏ trả lời câu hỏi. Skill 1. Cô cho xem màn hình nhé.
này đi. Bài số 2. Bài số 1. Người ta bảo em là hãy nhìn bức tranh và chúng ta sẽ xem là sự khác biệt như thế nào đó. Trước khi những cái đàn ngỗng này nó xuống nó màu trắng tinh lông như này, bây giờ nó lên nó màu đen. Vậy chứng tỏ đây là đang bị ô nhiễm nước, đúng không ạ? Nước đã bị ô nhiễm rồi và nó trở thành cái màu đen này. Bài số 2, người ta yêu cầu em đọc. Bây giờ chúng ta phải đọc đã rồi mới trả lời được câu hỏi đấy, được chưa? Nào, em sẽ nghiên cứu này. Một này, Nick và My đang quyết định mà trình bày một cái dự án về ô nhiễm nước trong cái lớp của mình. Hãy đọc và xem là họ chuẩn bị những cái gì, sau đó chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Ô nhiễm nước là một loại ô nhiễm của những cá thể nước như là hồ, là sông, là đại dương và nước ở dưới lòng đất, tức là nước bên dưới bề mặt trái đất. Đó là một loại ô nhiễm quan trọng nhất. Em thấy kinh khủng không? Tiếp ạ, à, ô nhiễm nước thì có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất đó là các nhà máy xí nghiệp thải ra chất thải công nghiệp vào hồ và sông. Rồi, nguyên nhân thứ hai đó là nước cống từ hộ gia đình cũng là một nguyên nhân thứ hai khác. Rồi, nông dân thì cũng sử dụng thuốc trừ sâu để diệt sâu và thuốc diệt cỏ để diệt cỏ dẫn đến ô nhiễm nước. Ba nhân tố đúng không ạ? Có ba yếu tố dẫn đến ô nhiễm nước. Những cái yếu tố này đã gây ra được gọi là ô nhiễm có nguồn gốc, ô nhiễm nguồn. Trong khi đó, cái sự ô nhiễm đến từ những cơn bão và không khí là kết quả của ô nhiễm không có nguồn gốc, không có nguồn. Tức là bão nó di chuyển đấy, thì em thấy là có những cơn bão nó thổi đến những một làn ô nhiễm, ví dụ nước, em thấy là sau cơn mưa đó, cơn bão mà nó thường đổ mưa mà, thì thấy là nước sông tự nhiên trắng xóa bọt, không biết là ô nhiễm ở đâu ra. Đấy, nó phải tìm hiểu nguyên nhân. À, rồi sau cơn mưa đấy thì nước sông tự nhiên có những đoạn hồ đấy thấy là nước đục ngầu đen xì lên. À, có thể nước đấy là nước mà do nhà máy xí nghiệp người ta thải trộn ra đấy, đúng không ạ? Cũng có thể nó là nước mà nó tan chảy từ những vùng đá, than đá. Được chưa? Thì lúc đấy người ta chưa rõ nguồn gốc vì nó kéo từ đầu nguồn này đến đầu nguồn kia, không biết là từ cái nơi nào, thì gọi là nước không rõ nguồn gốc. Rồi trong không khí, đúng không ạ? Trong không khí này nó có những cái chất độc nó cứ bay trong không khí, được không biết là nguồn gốc từ đâu, vì nó bay qua thì không biết là nó từ cái